Một trận đấu khác ở vòng đấu tới cuối tuần này rất đáng chú ý, đó là trận derby vùng Merseyside, Everton gặp Liverpool. Quá hay để mà chờ đợi vào lúc này khi mà cả hai đều có một phong độ nhìn chung là rất là tốt. Liverpool thì có một cái trận thua rất là tệ lượt trận gần đây trước Aston Villa. Thế nhưng là chúng ta đều thống nhất với nhau rằng đó là một tai nạn thôi. Thực lực con người của họ vẫn thế, cái chất lượng của họ vẫn duy trì như thế. Trong khi đó thì Everton là đội toàn thắng dưới bàn tay của Carlo Ancelotti. Họ đang là một cái hình mẫu có thể nói rất là cơ bản. Nó lập lại những hình ảnh mà có lẽ còn thậm chí còn hay hơn cả Leicester của năm 2016 á. Tôi nghĩ rằng là họ có thể sẽ tạo ra được rất nhiều khó khăn cho Liverpool. Có thể nói là nhiều năm rồi trận derby Merseyside mới lại hay như năm nay. Đúng nghĩa là hai cái đội bóng mà có thể chơi công hiến, hiệu quả và đẹp mắt. Hai huấn luyện viên gạo cội cũng đối đầu với nhau. Thì trong thời điểm này thì tôi rất thiên về một tỷ số hòa. Liverpool là đội bóng mà vừa rồi họ đã sẩy chân. Nhưng mà đúng là Liverpool là đội bóng họ đá theo triết lý, đá theo hệ thống. Thành ra là họ không có những điều chỉnh theo kiểu tiểu tiết. Và khi có những gì đấy nó sai thì nó cứ bị trượt đi. Cũng phải nói thêm là anh chàng thủ môn dự bị Arian là quá tệ đi. Đấy, hàng phòng ngự thì dâng cao, tức là tóm lại đá theo cái triết lý như vậy thành ra phải trả giá. Chứ còn họ sẽ chuẩn bị tốt hơn để mà đá một trận ra trò với Everton. Nhưng mà Everton thời điểm này là không đơn giản. Tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái tương kế tự kế rất là hay. Hàng tiền vệ rất nóng bỏng. Tiền vệ Everton hiện nay cả công cả thủ đều tốt. Và sẽ là một cái cuộc đọ sức rất hay ở khu vực giữa sân. Một cái cuộc đấu trí thực sự giữa Klopp và Ancelotti. Tôi cho rằng là có muôn vàn kịch bản có thể xảy ra trong cái trận đấu đặc biệt này. Và tôi thiên về một tỷ số hòa. Tôi nghĩ rằng cũng có thể sẽ có một tỷ số hòa. Nhưng trước tiên là Everton cần phải có bàn thắng đã. Tôi nghĩ là họ hoàn toàn có thể làm điều này. Calvert-Lewin này, rồi James Rodriguez rất là chất lượng. Tôi không thể hình dung nổi James Rodriguez lại có một cái sự hòa nhập nó hay như thế. Và có lẽ đó hoàn toàn là cái công sức của Carlo Ancelotti. Một cái người hoàn toàn có thể làm tái tạo lại những cái nhân vật đã bị lãng quên bằng một cái diện mạo hoàn toàn khác, một cái cách dùng người rất là khôn khéo. Và anh James Rodriguez anh cũng chẳng cần phải chạy nhiều lắm đâu. Đúng cũng rồi. Không cần phải vất vả tốn công tốn sức gì đâu, nhưng mà có mặt đúng lúc giải quyết đúng vấn đề của mình thôi. Ông Ancelotti ông ấy sắp đặt con người tốt. Anh Alan với anh Doucouré là đóng cái vai trò dọn dẹp rồi. Thế thì từ cái trường hợp đấy chúng ta thấy là hình như nó cũng truyền cảm hứng cho một số anh chàng mà có thể là mới mình ấy. Ví dụ Coutinho ở Barcelona là gần đây cũng có biểu hiện khởi sắc. Đấy, hay là mọi người cũng nhắc đến Mesut Ozil ở Arsenal sẽ đi đâu, thì mọi người có hỏi tôi là Ozil hết thời chưa, thì bảo đấy nhìn James Rodriguez đấy, tất cả đều vẫn còn ở phía trước, tuổi của anh vẫn còn chưa phải là quá cao, năng lượng của anh vẫn còn, anh là người tài năng, nếu mà anh có động lực và có cơ may mọi chuyện đều có thể đến. Từ James Rodriguez là đúng là tạo ra cảm hứng cho rất nhiều lão tướng. Vâng, tôi và anh Huy đều dự đoán rằng là Everton và Liverpool sẽ có một kết quả hòa.